Các vi phạm chủ yếu là xây nhà cấp 4, đổ đất lấn chiếm ao đầm, đổ đất lên hành lang công trình thủy lợi và đều là các vi phạm mới. Một số hộ vi phạm xây nhà cấp 4 như hộ nhà bà Lưu Thị Tỉnh ở thôn Nhân Đồng, ông Nhữ Văn Sáu ở thôn Tiên Kiều. Trong đó, vi phạm xây nhà cấp 4 mới nhất trong tháng 6 có hộ ông Hoàng Văn Dầu ở thôn Bối Khê đã xây trên nền móng vi phạm cũ từ năm 2008 với chiều dài 11m, chiều rộng 4m và cao hơn 3m. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Bái Sậy đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình. Ngay sau đó, các hộ đều đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Gia đình nhà tôi cũng vi phạm xây gian cửa gian nhà theo nghị quyết của xã, để gia đình cũng chấp thuận tháo dỡ và hứa sẽ không tái phạm nữa.